Vâng, xin chào tất cả các bác nhé Thì hôm nay em sẽ xả cho tất cả các bác Một cái lô đẩy công suất Với cái mã đó là Bubea b 650 Đẩy hai kênh Và mỗi kênh là 650W các bác nhé Thì các bác nhìn cái vẻ Cái bề ngoài thì nó rất là đẹp Sử dụng cho mình là sơn tính điện Cực kỳ chất lượng luôn các bác nhé Đây, Bubea Audio, được chưa Thì với cái đẩy công suất này Thì em bao cho tất cả các bác là, đánh là Một đôi 30 kẹp, một đôi full 25 Thoải mái hoặc là một đôi 40 Hoặc các bác có thể là chập kênh đánh súp kép 50 hay 40 thoải mái cho tất cả các bác luôn Được chưa? Đấy, ngoại thất Thứ nhất là ngoại thất là siêu đẹp cho các bác thì Các bác yên tâm nhé Cực kỳ đẹp Và cái chất âm của, của thằng Buber này em đã làm cho tất cả các bác Từ năm ngoái đến bây giờ là phải hơn trăm con rồi Chất lượng từ mã 500W đến 600 đến 650 Rất là chất lượng luôn các bác nhé Đây là cái vòng mạch của nó các bác này chưa? Nguồn thì dùng cho mình là nguồn 17 cm nguồn đồng 100% luôn. Và tụ lọc nguồn thì nó sử dụng 4 tụ lọc nguồn 4700 W ở 100 V. Đấy, ok chưa? Và những cái đèn này các bác đầy đủ cho các bác luôn, rồi khởi động mềm rồi chống sốc đấy. Và nó sử dụng cho mình là 16 sò. 16 sò Toshiba các bác nhá. Đây, Toshiba. Cực kỳ xịn sò luôn các bác nhá. Ok chưa? Đấy, từ những con chớ tất cả đang nguồn rất là đẹp, được chưa? Hàng này cũng phải nói các bác luôn là hàng siêu siêu lướt, hàng thanh lý của công ty. Đấy ok chưa? Đấy cái bảng mạch của nó các bác nhìn này rất là dày đặc luôn. Ok luôn. Và với thằng đẩy công suất này thì em sẽ bao cho tất cả các bác. Là gì ạ? Không cần cọc các bác nhé, không cần phải cọc. Có thể các bác không cần phải cọc, các bác về các bác kiểm tra hàng, các bác đánh thử luôn. Kể cả các bác đánh 2 đôi full 30 các bác cứ đánh rền cho em. Được chưa? Nếu mà chất âm uy lực, chất âm sáng thì các bác nhận hàng, thanh toán tiền. Được, ok chưa? Đấy nên là các bác biết rằng là cả với cái đẩy công suất này em cực kỳ là tự tin từ những cái mã 500 tất cả cái đấy bu này nói một điều là nó chưa có thương hiệu thôi còn chất âm thì không bao giờ thu kém những cái dòng đấy khác chính vì thế nên là em lại cho các bác là không cần phải cọc các bác có thể là gì ạ ờ, đến đánh thử nghe thử chất âm hay đẹp thì các bác thanh toán tiền đấy đấy là một cái cái cái, một giống như một cái, 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 cái lời khẳng định đánh thép của bên Ankin Audio rằng là đấy này công suất khỏe và đánh cực kỳ hay cho tất cả các bác luôn nên là các bác cực kỳ yên tâm các bác nào mà mua con đấy đem về chơi gia đình thì cũng rất là thoải mái các bác nhé Đấy nên các bác nào chốt liên hệ tổng là chỉ còn tầm 5 con nữa thôi Đấy 5 con nữa thôi Giá chỉ có 2 triệu 8 thôi bao cước 2 triệu 800 ngàn đồng xả các bác 2 triệu 8 đã bao cước vận chuyển rồi đã Không cần phải cọc rồi về các bác về đánh thử test thử Chơi thoải mái ưng ừ mới phải thanh toán tiền Đây là một cái riêng cái dòng bubea em bán từ năm ngoái đến giờ đa số nó không cần phải cọc các bác nhé ok chưa Đến hôm nay còn có 5 con sẽ thanh lý nốt cho tất cả các bác về các bác có thể là đánh thoải mái luôn rồi các bác nào mua hàng nhớ là đăng ký kênh an kênh audio nhé xin chào và hẹn gặp lại